Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh cũng đã tới. Năm nay thì anh em sẽ được nghỉ nhiều hơn so với trung bình mọi năm. Nhiều người thì lựa chọn về quê, sinh viên thì tranh thủ về bên vòng tay mẹ yêu, tiện thể bổ sung thêm chút nhu yếu phẩm, tay sách nách mang rồi lại quay lại thành phố để trang trải việc học. Các em nhỏ thì sau đợt lễ này cũng sẽ đến ngày tựu trường và bắt đầu một năm học mới. Một số ít lựa chọn cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày. Nhưng với những anh em FC Online, nghỉ lễ cũng luôn là một cơ hội để thực sự được nghỉ ngơi, làm vài trận game, xem live stream nhẹ nhàng rồi lại lăn ra ngủ để bù đắp năng lượng sau chuỗi ngày dài đi cày vất vả. Và Gà Rán Việt Nam cũng đã rất tâm lý khi vừa mới ra mắt chuỗi các sự kiện tặng quà, chuyển so sang FC rồi lại x3 giá trị nạp cùng với hai sự kiện to là Galaxy và Thánh Siêu Phẩm với rating rất cao so với những event có được ở tháng 8. Đi kèm là hàng loạt gói thẻ mừng Quốc Khánh nữa. À, đó là mình liệt kê mấy sự kiện bào. Còn với những anh em cày chay thì sự kiện miễn phí đón Quốc Khánh nhiệt free đội hình Việt cũng vẫn diễn ra như thường và ở ngay trong đợt này. Anh em đơn giản là làm nhiệm vụ không tốn mấy thời gian mà lại có full bộ thẻ 24 Vietnambet quẩy danh cực khỏe. Ngoài ra thì còn mượn được những thẻ chỉ định CU cộng 1 để test anh 7 nữa, như clip mình vừa mới làm đây này, quá hời. Mà tại sao lại gọi là free đội hình Việt nhỉ? Bởi vì ngoài 4 lượt sút nhận quà hàng ngày thì anh em có thể tích lũy đầy đủ lượt sút sẽ nhận được những mốc quà, trong đó có rất nhiều những mùa thẻ Vietnambet chỉ định. À mà được mượn 7 ngày thôi nhá, chứ mượn lâu thì phá ranh quá. Lại còn kèm theo logo áo đấu của Vietnambet nữa, đủ để anh em có thể diêm dúa đội hình và trang trải hơn. Anh em có thể build được một đội hình toàn những chiến binh rồng vàng và mang lại trải nghiệm chơi game độc lạ cũng rất giải trí. Nếu như anh em đã quá chán những con hàng quốc dân với root gulit hay là CR7 hay là những mùa thẻ đương đại. Ở mỗi quốc gia phát hành FC Online thì đều có những nội dung mùa thẻ riêng, không chỉ làm tươi mới cho tựa game đã tồn tại hơn 6 năm tuổi, mà đó còn là một cách để ủng hộ và lan tỏa hiệu quả sức mạnh thể thao nước nhà nữa. Đó cũng là một điều tốt đúng không anh em nhỉ? Thế thì còn chần chờ gì nữa? Chỉ với 2 trận mỗi ngày và mỗi lượt chia sẻ trên Facebook, anh em hoàn toàn đã có thể nhận rất nhiều những phần quà và còn có cơ hội trải nghiệm mùa thẻ cây nhà lá vườn. Quá là hết nước chấm luôn. Rồi, không dài dòng nữa, bây giờ thì anh em hãy cùng xem mình quẩy team 24 Vietnambet cộng 5 trên rank và bán hành cho mấy anh em HND nhá. Trận đầu đá tâm lý quá, đá như đá quốc tế vậy. Ui, Văn Khang, và em. Đi Việt Nam với tôi thế là xong rồi anh em ạ. Chính ra là đội hình nhìn đẹp phết. Chỉ số thì hơi phèn bởi vì là ở mức thẻ cộng 5 thôi. Lương thì cũng không full. Nhưng mà team này mà lên cộng 8 thì nó gọi là kinh khủng. Nó sẽ là kinh khủng tờ. Đá Minh Phước để chơi ba hậu vệ thôi. Á chà, đội anh Phước khỏe thế nhờ. Chơi lương 263 kìa. Kinh vãi. Team 24 Vietnambet này nó không hậu vệ biên, hiểu không? Cầu thủ nó mới xả có 16 ông thôi. Bắt buộc phải đá ba hậu vệ. Được tới cho update thì chắc là đợt này update đấy. Ái giời, anh Phước có quả CR7 CU kìa. Chắc là top 1 NT vào thời điểm hiện tại trong tay bình luận viên Phước vợ. Anh Phước chưa gì đã mượn được. Đấy, chứ chứng tỏ là có làm nhiệm vụ. Thế mà lại bảo không. Đồ nào anh Phước như là cậu 8 à. Không có gì mà phải floor à. Ui. Ôi, ôi Hoàng Việt Anh to gấp đôi ba lách anh ơi. Cái bài mới lên anh Phước ạ. Bài mới để xếp hết học rồi. Là góc mới của Bình B sao? Bình B chạy thằng sau mà đúng không? Đúng rồi. Quả đấy là anh cho thủ môn ra cột gần. Thì em đá phạt một cột xa. Để em nốt lại ra tỷ lệ anh mà anh cua lại anh xem. Văn Khang. Anh Tế. Anh bảo Tiên Việt Nam là kiếp đó. Tiên Việt Nam là kiếp đó. Dạ. Anh Tế đã thấy chưa? Hay đó. Thế mình cứ bảo yếu thôi, chứ không hề yếu đâu. Như lỗi game vậy. Billit gửi 5.000 lớp du baby. Và em. 8 đá CFP MU The Sico anh. Không nhá. Rafford là cánh thôi. Rafford HG đã được. Úi dồi ôi. Phiên bản này đẩy bước 1 với lại là chọc khe chạy chỗ ngon vãi rồi.
Đừng có nghe Huy. Chỉ số mấy con này to mà ghê vậy. Đâu, team Việt Nam nó đã hay hơn chỉ số. Anh cứ cộng là hay hơn nhiều luôn ý anh Phước ạ. Ví dụ như là cái team em đang cầm chỉ số trung bình của nó là 125 thì nó sẽ đá mạnh tương đương với một cái team kiểu dạng quốc dân nhưng mà chỉ số 130. Đấy. Team Việt Nam nó vậy. Nhưng mà nếu mà bị out chỉ số thì vẫn khó thôi. Cái hay quá. Chết. May là mình về nha. Đây, anh Cương này, xem này, hai cây lực này, sút D cộng tiến này, hai cây lực này, giữ C, đánh đầu luôn. Rất khó chịu đúng không? Hậu vệ nó đơ ra, không làm gì được. Game rất mất dạy. Cái bản này nó vẫn chưa nét, chưa trò này. Đây là một tình huống phối hợp đá phạt mà người ta vẫn gọi là không khác gì của quả penalty. Nào. À. À. Hay quá nhờ. Quả đấy anh đi sai rồi, quả đấy anh đi thường thôi. Đúng rồi, quả nếu mà chắc cú thì kẹp thêm C, bóng góc gần làm. Đúng rồi. Trận đầu là anh Phước thăm dò đúng không? Mấy quả cố tình chút không vào đúng không? Trận đầu đá tâm lý quá, đá như đá quốc tế vậy. Đây, nick này là đang cho thằng Tú Báo mượn, hôm sau tôi cũng phải đổi tên thành HND một chiều. Đêm một chiều. Cùng tìm anh Phước. Ở đây thì chỉ có một quy. Đây, đến đây thì lại bóp quy quy được này. Thế rồi. À, Việt vị. Nhục. Nhục. Mắt tèn thấy sếp chê quá. Ờ, bát ten ITM mình đã được đá đâu, còn bát ten các mùa thường này đá như cướp ý. Quả vừa rồi là bình bê có chích đấy anh em ạ, anh em đừng tin bình bê. Chích gì đấy. Đấy, hay hay hay. Ui. Ui rồi. Hơi sớm, hơi sớm. Quả đấy anh Phước là anh Bình đang chơi gì rồi. Không, anh quả đấy anh có di thủ môn đâu, nhưng vấn đề là cái cự ly đấy thì tỷ lệ thành công nó hơi thấp. Dấn thêm 2 bước nữa thì sẽ có tới 3 phương án. Chà. Hay. Ui. Ronaldo. Hay quá, quả này xử lý quả hay quá. Quả đấy lực lên chưa đủ đâu nhưng mà chắc là đang PR cho Rondo nên là... PR là nó phải nhớ lên nghiêm giãn rồi đi. Không, quả này nó sút hay anh ơi. Rồi, nó sút hay đấy. Chua. Tỉa luôn. Còn Rondo này là Rondo mạnh nhất. Khủng nhất rồi. Chưa đến giờ. Thì uống dê ngang rất lê hà anh Tuấn ạ. Nhưng mà sút hay hơn, tôi sút hay hơn anh em. Được chắc được luôn. Hai cây. Bắt bàn đi anh ơi. Ui giời ơi anh Đức ơi. Xịt pen nhá. Xịt pen rồi anh em ạ. Uống xịt pen rất đau. Huy có nhớ quả Van Dijk đúng không? Nhớ. Xem đâu. Ghê quá. Mang tía vào Discord xem nhưng mà không xem đâu mà. Em có xem Discord đâu, em xem riêng mà. Văn Tòng. Em vẫn xem cả cậu mà. Đúng quá. Bình thường mấy thằng Việt Nam nó có né đâu mà nó tự nhiên quả được né rồi. Sao anh? Thằng đứng trước Văn Tùng anh. Bình thường ngoài đời nó có né đâu, trong game nó né đi rồi. Bởi vì AI nó lấy một quả xịt hay quá. Quan sát rất nhanh. Và kéo thủ môn lên. Nó học từ thực tế thôi mà. Xem gì quả đấy. Phải gì thôi chứ. Một đấy, trong hai. Tĩnh chứ không thà anh làm sao mà vội vàng được ạ. Chọn góc gần anh Phước xuống góc xa ngay. Anh Phước không xuống góc xa đâu ạ. Đây là một rất tiếc. Không, quả đấy không hề giờ một luôn.
Đây là sở trường của tôi. Trước đây rồi, còn bây giờ ai cũng dê được như tôi. Thế mới đào. Quả này không hề giờ một luôn nha. Quả đấy là chấm quy nháy C. Chết. Em đọc luôn. Quả giờ chạy nhanh cũng được ráp quách được, khó chịu vãi, đúng rồi. Một trận này hay nha, trận này đáng ra là anh Phước còn gỡ được hòa quả đấy. Đúng rồi, dễ ra là vào pen rồi, anh Phước không ghi được mà. Vào pen là thắng đấy. Trận đầu mới bật máy chưa quen, trận 2 khác hẳn. Hay quá. Thế mà không vào. Rất giống game thủ T. Quay đi quả này suốt điên lắm anh. Thầy Phước là học dây là một à? Nhanh thế. Chờ Việt Nam với anh, không có giờ không nhanh đâu. Quả đấy thằng Huy không thấy tao có một động tác bút tốc à? Ơ, nhầm rồi, nhầm nút rồi. Ý, cao ghế à? Chết ngay. Lộ bài rồi. Mình quá. Ôi trời. Mình tải không? Ôi trời ơi. Quẹt. Bắt cái về ngay. Chết ngay. Đi Việt Nam Bet này mà gà rán là xả cộng 8 thì mẹ thôi rồi luôn. Yeah. Minh Phượng là người ghi bàn. Yeah. An toàn. Yeah. Đinh bắt. Chơi xấu ấy, chơi tìm Việt Nam. Việt Nam cộng 5 thôi, chỉ số thấp mà. Cộng 5 vẫn khác biệt lắm. Mẹ nãy giờ bị nó đấm đi choáng. Thành Lương. Yeah. Rồi, anh Đức. Bảo cái tay. Rudiger đấm. Sao nó cày thế? Cái gói này hiện tại thì là gà chưa ra hết các cầu thủ, cho nên là gà chưa xả cộng 8 anh em ơi. Vì bây giờ mới có Minh Phương thôi. Minh Phương là cầu thủ cao nhất, Huỳnh Đức các thứ chưa ra mà. Yo. Chu. Bất Văn Khang. Ngon chưa? Còn team Việt Nam nó phải có giá trị sử dụng, bởi vì thực ra là nó không có ảnh hưởng đến e-sport anh em ạ. Gần như là trong các giải đấu người ta không dùng team Việt Nam được. Cho nên là
nó chỉ có cái giá trị giải trí cho những anh em người mình chơi thôi, chứ còn nó không có cái giá trị gì để thay đổi cái vận động viên thi đấu cả. Nhưng mà nhiều anh em kiểu kêu nhiều quá, gà rán cũng rén. Chứ còn búp thể hình với các thứ cho nó đá nó khỏe khỏe lên thì tôi thấy ok, mà vấn đề gì đâu. Mấy ai dùng đâu mà, số lượng người dùng nó vẫn rất là ít. Ơi! Đinh bác! Dạ! Yeah. Thành nữa. Yes. Chu. Đam. Khớp vào lửa. Ban ngay khỏi đây. Yeah. Tuổi ngay lên tuần này 99. Quả đi bác là kinh thật. Thôi sao đấy. Người to như Rooney. Sút bén. Thằng HLB Nenny của 5.000 lớp du BB. Garrick Go có ngon không anh? À, Golit à? Golit thì không cần biết mùa gì. Các bạn, mùa nhá là cũng ngon. Đây rồi, Thành Lương. Yeah. 10 người à, vẫn kẹp. Yes, đó là Hoàng Đức. Nhưng mà gặp đúng tít thì vào đây. Yeah, Văn Tông. Yeah, Văn Tông. Đúng quá, tự hào team Việt Nam. Soi chỉ số. Đấy, lướt qua 14 cầu thủ. 15 cầu thủ, tôi có 15 cái thẻ loan thôi. Anh em làm nhiệm vụ anh em sẽ có tương đối nhiều thẻ loan đấy. Mở ra full team. Ở dịp lễ Quốc Khánh này, đá team Việt Nam nó cũng khá thú vị. Các cái dịp khác thì thôi mà. Rồi ok, mình xin phép tạm dừng ở đây. Để còn tối còn lấy sức lên like anh em ơi. Bye bye mọi người nhá, lớp du. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình. Và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.